Em nhìn sơ qua cái mẫu bàn tay của chị, em đã biết rõ được một điều nè. Chị người gặp gặp người đàn ông quá tồi tệ, hiểu không? Nói chung là cái bản chất nó đã từ xưa đến nay rồi. Và mạng của chị với mạng chồng chị nó ngang nhau. Rồi chẳng thằng nào nói được thằng nào. Không nói không bao giờ nhập tâm. Chính vì thế cuộc sống hôn nhân nó rất là bế tắc. Rồi cũng chính vì vợ chồng bất đồng nên làm ăn nó cũng đổ bể, bởi vì không đưa ra một quyết định chung thống nhất. Ông chồng chị cứ tự ý làm mọi thứ, Đúng rồi. quyết định theo cảm tính, thích thì làm, không thích thì không làm. Rồi nhiều khi đặt nặng tình cảm anh em bạn bè bên ngoài quá. Đúng rồi ạ, chính xác ạ. Rồi đối tác mới gặp một lần hai lần rồi nó uy tín với mình, bắt đầu mình cũng tin nó ngay. Bắt đầu là giao hết niềm tin cho nó. Thôi bây giờ trả lại là cái gì đây? Kết quả nhận lại là tài sản của chị với chồng chị là phải bay hết, nợ ngập đầu. Mà bây giờ bảo một mình con thì con không gánh được, mà mình lại không có tiếng nói nữa. 3 năm vừa qua là 3 cái năm thê thảm nhất của chị. Chính xác, đúng rồi đấy. Ê, bao nhiêu tiền của là dốc ra hết, không có cách nào ngăn chặn lại. Nhưng đã biết là như vậy, biết sai như vậy, nhưng ông chồng chị không có tính thay đổi, cứ vẫn cố chấp, vẫn như vậy, khiến cho cuộc sống hôn nhân rất là bế tắc. Và cứ theo đấy đà này, chị nghĩ có ở được bền không? Hiện tại bây giờ là con đang ly thân. Em hỏi cái câu này là chắc chị đã hiểu rồi. Sao mà bền được? Thì con cũng đúng ra ban đầu là cũng định dứt dứt điểm hẳn, nhưng mà suy nghĩ lại thì cứ tạm thời, bởi vì là còn nghĩ đến hai đứa con nữa để xem thế nào đã. Chưa dứt hẳn nhưng mà cũng chưa 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 biết phải làm thế nào, không biết là dứt hay không, hay là cứ để cái tình trạng như thế này cũng rất là mệt mỏi. Tốt nhất là bây giờ cố gắng giữ lấy cái gia đình này, nói chung là vẫn sống bình thường thôi, nhưng mà kinh tế riêng đó ra, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, anh có nợ nào đấy thì anh tự giải quyết, mà tôi sẽ làm công việc riêng của tôi, phân định rõ ràng ra, giữ lại cái gia đình này để cho con cái nó đỡ bơ vơ đấy. Còn mình vẫn cứ sống này thôi, mình mở ra một cái gì riêng đó. Chị còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi thôi, thời Không, gian còn rất là dài. bây giờ con hỏi tí là như này, bởi vì là con cũng chỉ sợ là đây cũng theo cái vấn đề là tâm linh, đó là thực ra là bây giờ là còn trẻ thì cũng tất cả mọi thứ là nó cũng văn minh hơn thôi, mình sống nó văn minh thôi chứ không phải là cổ hủ như ngày xưa. Bởi vì là con đang chỉ sợ là nếu như mình không dứt điểm, bản thân mình vẫn là vợ chồng đấy, con chỉ sợ là nó ảnh hưởng hai vợ chồng mà vẫn còn đang ở với nhau, vẫn còn đang là vợ chồng, mà khi mình kinh doanh bất cứ một cái gì đấy, chỉ sợ là hai cái mệnh nó không hợp với nhau. Như là con bây giờ, con chỉ hỏi là bây giờ nếu trong trường hợp con dứt hẳn, con ly hôn thì tân bây giờ là vẫn mình coi như là bạn vẫn lại bình thường cho Chị nên con đi lại. nhớ, nếu chị ở riêng, công việc riêng, không có liên quan thì đó gọi là cắt rồi. Còn đã không còn rồi, hiểu không? Còn những cái thứ vướng mắc bây giờ chỉ là sao? Giấy tờ thôi, thủ tục Đúng rồi, đây con là đang nghĩ là tất cả là chỉ tờ thôi. Tài chính riêng, kinh tế riêng, ở riêng thì đó đã là phân ly rồi, đã là chia tay rồi. Đấy, còn mỗi về mặt pháp lý là còn dính nhau cái tờ giấy kết hôn thôi. Đấy, chưa xong thôi, cái này thì dễ mà. Nhưng mà cái quá quắt nhất đấy là bên đằng chồng đấy, gia đình họ đấy cũng không đàng hoàng đâu, họ cũng dung túng cho con cái họ lắm. Đúng rồi đấy ạ. Con cái của họ sai nhưng mà họ cứ đè đầu mình, họ nói thôi, rồi cứ đổ cho mình thôi. Không sai một tí nào. Đối với cái bậc làm cha làm mẹ mà như vậy đấy, con cái của họ sau này sẽ chả là gì. Cái người ta biết sai, nhận sai và sửa sai. Như đây, biết con mình sai nhưng mà cứ đổ vấy cho người khác, đổ vấy cho con dâu của mình. Là do mày thế này, do mày thế kia nên chồng mày phải như vậy, như vậy, như vậy. Thế là chết rồi. Thầy nói không sai một tí nào luôn. Là cuộc đời bế tắc. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình
để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.